Chào anh em. Bữa nay giờ là gần 10 giờ ha. Bữa nay ngồi hướng quay test cho anh em coi. Như mọi bữa mình nói ấy, dành cho cầu hát mà áp thấp nhá. Áp cao thì anh em không vận dụng được như thế này đâu nhá. Trước mình có hay nói là cầu hát á, anh em đưa một ở cái điểm giới hạn con tụ băm nó sẽ dừng, chứ không phải là ví dụ là anh em đang đi 5 uF, anh em tăng lên 7 uF, ví dụ đang đi 5 uF là thành 70 A, anh em tăng lên 10 uF là thành 100 hay 120, tăng lên 20 uF là nó gấp đôi, không có nhá. Nó sẽ có ở một cái điểm dừng giới hạn nhất định anh em nhá. Đây mình sẽ test cho anh em quay thực tế nhá. Đây là mình đang áp này là áp 360V. Đây cầu hát nhá. Mẫu này là 24F E65. Xài con set 9060. Rồi sắp tới mình dự định là mình đây, mình đang sắp ra đây rồi. Mình sẽ làm mẫu 4 mạch bom nhá. Là mình xài một bom nguồn, đây cái bom nguồn đấy thì mình làm ở đây. Cũng biến áp E65. Cũng 24 phép luôn nhá. Mình dán này để cho nó đỡ bẩn cái miếng nhôm nhá, không lúc mình làm rồi tay chân nó dơ á. Mình sẽ làm ra xem nào, một mạch băm này, hai mạch băm này, ba mạch băm này, và một mạch cầu hát nữa anh em nhá. Có nghĩa là mình sẽ đi một mạch cầu hát, một mạch IGBT là 2, và một mạch băm cách ly là 3, và một mạch băm DB3. DB3 giữ áp nhá, mình chọn mẫu này ha. Cho nó lại một tí, không mình tính chọn cái mẫu này nhá, nhưng mà thôi chọn cái mẫu này nhá. Cho nó lại một chút cho anh em nó khác biệt nhá. Mình sẽ làm 4 mạch băm, một mạch băm cách ly. Băm DB3 này, băm cách ly này, băm IGBT này, băm cầu hát này. Mà mình xài một nguồn công suất nhá, mình làm cho anh em coi. Có nghĩa là mình muốn xài bao nhiêu mạch băm cũng được. Nếu mà bây giờ mà hích, mình xài thêm cho nó thành 5 mạch, 6 mạch. Bây giờ thêm một mạch băm bích cũng được, hoặc là thêm một mạch chạy bằng con 3140 đều được hết nhá. Vân vân và vân vân. Nói chung là muốn làm hay không thôi. Giờ test cho anh em coi này. Đó, con này là con 20F nhá. Giờ cho anh em coi cái dòng mình kéo nó nhá. Đây, test cho anh em coi này. Mình sẽ để maximum nhá, để chế độ đánh lì cho anh em dễ phân biệt. Anh em nhìn nhá. 93 A ha. Chuyển sang chế độ đa bậc, chế độ đánh lì 365, chế độ này. Đúng rồi, 365. Rồi, 365 thì dòng không cao lắm. Đa bọc này ha, đa bọc là lên, đa bọc mình chưa vặn maximum thôi anh em, maximum này đa bọc là lên 104 nhá. Rồi bây giờ mình sẽ để xuống để mình gắn con tụ. Con tụ này vẫn đang còn điện nhá, con tụ này là 40 W, là một phát lên gấp đôi anh em. Rồi 40 W ha. Để mình bỏ xuống, mình tháo con này ra đã nhá. Nó xả tụ anh em. Đây là tay hàn này đấy. Chứ mà cái mấy cái tay hàn mà xài bằng mai so là đi ra đi rồi đấy. Hồi nãy mình chạm chạm cái mỏ hàn vào á, chạm cái mỏ hàn thì hai cái tiếp điểm này chạm vào con tụ nó xả luôn ha. Để mình xả đã, nó xả rồi. Giờ mình để đa bọc luôn nhá. Ở đây mình gắn vào đây cho anh em coi này. Mình đang cố phấn đấu để mình
phấn đấu để mình thay con máy mới để quay cho nó lét nhá. Tại vì mình bữa cách đây khoảng thời gian á, thằng bé nhà mình bảo lên thử máy tính để coi xem sao, thì cái máy tính để cho bé nó học á, thì lên coi đúng là màn hình nó rất là bé ha. Cố gắng phấn đấu kiếm con ngon ngon để quay cho anh em coi ha, cho video nó rõ nét một chút. Giờ mình bóp này anh em nhìn nhá. Anh em thấy không, nó ở một cái mức giới hạn rồi, nó không thể tăng lên được nữa nhá, chứ không phải là đang 20W. Anh em tăng lên tụ 30W là đang 20W nó chạy 95, 93, 94 A, mà anh em tăng lên 40W nó lên gần 200 A không có nhá. Nhưng mà dành áp cao thì nó sẽ khác anh em nhá, áp cao thì áp nó đã cao rồi, xong dòng cũng cao nữa, nó bù trừ vào, nói chung là cái áp cao thì không vận dụng được. Còn cái áp thấp á, áp này là 360 này nhá, thì nó ở cái mức giới hạn nó sẽ ngừng nhá. Giờ mình bật bật đánh lì cho anh em coi này, anh em coi nhá, đó 109 ha, nó chỉ lên có một chút chút nữa thôi à, từ 20 A lên 40 A. Nên lý do tại sao anh em nhìn thấy các em đi tụ 60, 80, bây giờ mình tương lên tụ 80 cũng được nhá. Nhưng mà anh em biết sao không? Cái máy đó cực kỳ an bình nhá. Nhưng mà cái áp thấp á, cái áp 360 á, anh em đi bèo nhất là cũng phải 20W mới được nhá. Còn mà anh em đi thấp quá thì cái độ giật rộng nó kéo lắm ha. Còn tăng lên cái mức tầm này là nó vừa phải rồi anh em nhá. Chứ anh em mà tăng lên 60, 80 thì nó cũng vậy à, nhích nhích lên khoảng một chút thôi à. Nhưng mà nó rất là tốn bình nhá. Con này thì làm cho anh khách quen của mình ha. Rồi, test lại cho anh em coi này. Mình bật cái đèn nền đi ha. Đó, 109 ha. Bật 365 này. Cái dòng mạch băm này á là nó còn kêu cả đấy nhá. Chứ mà cái mẫu mạch băm mà rồi, cái mẫu mạch băm 4 tụ á nó còn kêu ở tụ băm này ha. Có cái mẫu mẫu đấy mình cũng có này. Cái mẫu 4 tụ băm á, 4 tụ băm mà cũng giống như mẫu này này, nhưng mà nó xài 4 con tụ băm á. Là tiếng nó còn tiếng nó phát ra nhá, là ở con tụ băm ha. Còn cái mẫu này là ở cảm này. Cục này E65 đứng anh em nhá. Xài những cái gì tốt nhất có thể cho anh ha. Đây xài dây silicon, dây AVKG, dây chống cháy đó anh. Rồi kẹp đồng luôn. Đó. Ở đây cái con này xài rất là vip anh em ha. Cái con mà đợt vừa rồi mình có giới thiệu á. Đây cho anh em coi này. Máy già. Mình chạm mát xong rồi mình sờ vào hai cái miếng nhôm nó chạm nhau á. Đó, con bốn đó anh em thấy không? Mà mình xài ít khi mình phải đo lội trở lắm. Mà mấy cái con này xài rất là sướng này. Nhất là xài SCG thì thôi khỏi nói, anh em biết là xài cầu H, cầu H nó rất là khó chịu chứ chứ nó không như là SCG. Giờ để mình chuyển lại về 20W cho anh em coi nhá. 109 đúng không? Con máy này đi rất lợi anh em, nên mình sẽ để tụ băm ở cái tầm độ khoảng 40W nhá. Chứ không phải là như dòng
như là nếu mà như là máy LC á, anh em mà đang tụ 10 W, anh em tăng lên 2 W hoặc 5 W thôi là nó khác hẳn nhá. Máy đang chạy rất là mát mà anh em tăng tụ 30 lên cái thì anh em biết ngay nhá, con máy đó không cẩn thận còn ra đi phét luôn á. Còn anh em thấy không, đang 20 W mình tăng lên một phát gấp đôi luôn, máy chạy vẫn vậy à, dòng không thay đổi không đáng kể, xả ghê gớm luôn. Không xả nhiều khi mà mình cầm vào ạ. À, cái thời gian vừa rồi có anh em nào mua được cái mẫu IC365 hàng on này chưa ha? Cái hàng này vừa rồi không tin, bây giờ kể cả hiện tại bây giờ anh em mua không có đâu nhá. Mình thì mình còn được tầm độ khoảng gần 300 con à, nhưng mà khách quen thì mình bán lại cho nhá. Cái hàng on này bây giờ anh em mua ngoài thị trường mình đảm bảo với anh em là không có đâu nhá. Mà theo mình biết á, bây giờ giá 20 đến 25 nghìn một con anh em còn không mua được đâu nhá. Mình khẳng định với anh em luôn á, cái con on này này. Còn như những con khác thì hằng hà, con đó những cái con KA mà mấy anh em hay gọi là KA xịn đấy. Cái này thì đúng là nó xịn hơn thật nhưng mà nó chỉ thua kém hàng này. Hàng này anh em hay gọi nó là hàng chính hãng. Còn hàng này gọi là hàng xịn này. Hàng này thì đó anh em nhìn này. Mỗi lần mình đổ ra 100 200 rồi mình bốc rồi anh em nào lấy thì con này thì bên mình đang bán 6.000 nhá. 6.000 một con. Cũng là hàng xịn rồi. Đây bò lái mình đây. Bò lái mình đang xài con đó chứ con nào. Đó, anh em thấy không? Còn anh em nào mà đang có chỗ nào mà để mua cái con KA xịn đó thì tranh thủ mà mua ha, chứ thị trường là hiện tại là cái dòng đó là anh em mua là không có đâu nhá. Mình hỏi rất là nhiều nơi rồi không chỗ nào còn cả, có chỗ còn nhưng mà giá thì rất là đắt, 27 đến 30 nghìn con thì làm sao mà mua được anh em. Thì mình còn được tầm khoảng gần 300 con, cũng may còn nhiều đó chứ không 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 mà không biết cái anh em nào hỏi mua cái bán thì tưởng ham rẻ hả. Mà vừa rồi thì khách quen mình vẫn bán cho anh em cái giá ok, mình bán cho anh em cái giá 17.000 một con. Bây giờ anh em có 20.000 đi chăng nữa, 20 23.000 anh em cũng không mua được con đấy đâu nhá. Rồi, video vậy ha anh em ha. Còn sắp tới thì mình sẽ cái phát triển cái mẫu IGBT 24 phép. 24 phép mà giống cái mẫu 12 rồi anh em nhá. Con này định chơi cuộn cảm này. Nhưng mà thôi tăng cái cuộn này cho tiếng nó kêu chút chút ha. Chứ mà bây giờ tương cuộn này vào thì tiếng nó nhỏ lắm. Mà nước lợ cái tầm đó thì đi cái dây cỡ này là ok rồi ha. Anh em thợ mình khuyên anh em nên xài con này nhá. Con này xài rất là trâu bò à. Còn 3813 mình cũng xài rồi nhưng mà mình thấy thực sự nó không trâu bò con này đâu nhá. Con này thì giá thành nó rẻ ạ. Anh em nhiều khi dễ mua hơn nhá. Con này nó hay ở mấy cái UPS rồi ấy. Ở TG1000 cũng hay có con này này. Rồi, chào anh em nhé.